Việt Nam đã giãn cách theo chỉ thị 16. Đã 2 tháng, tất cả tiệm điện đều bị đóng. Một nhà hàng xóm kêu tôi qua kiểm tra đường ống nước bị xì, xem có khắc phục được không. Kiểm tra tình trạng, tôi thấy đường ống nước này đã sử dụng lâu năm, do nắng, mưa đã làm hở keo của ống nước nên ống nước bị xì. Tôi là một thợ điện tử mà lại đi sửa ống nước. Thật là thiếu thốn rất nhiều linh kiện. Tôi cắt một đoạn ở trên. Ống nước có quá nhiều mối nối. Tôi cắt đây một đoạn nữa. Do ống nước quá cũ, giòn, mục cũng khó khăn trong việc sửa chữa. Kiểm tra lại dụng cụ. Chỉ có hai cái co. Lúc này nghĩ ra một sáng kiến hay, đó là cắt ống co ra. Sử dụng một đoạn nhỏ của ống co. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới làm như vậy. Tôi đo và cắt. Cắt làm sao có độ hở khoảng 1 mm. Chú ý, tôi dán ống co ở đầu này trước. Sau đó, dán ống nối. Chú ý, gắn ống nối ở phần chúng ta cắt lúc trước. Nó hơi hẹp. Phải cố gắng lắm mới chơi được. Như vậy thì tốt. Nó rất chặt và sẽ không bị bục ra. Tôi chỉ gắn 1 phần 2 của ống nối. Ở công đoạn này, tôi chơi bên trái trước. Công đoạn tiếp theo đó là tôi chơi luôn phần bên phải. Lúc nào tôi cũng thoa rất là nhiều keo. Ấn chặt nó vào. Sau đó cố định bằng chữ Omega. Tôi dùng mũi phang 3 mm phang vào tường và chỉ dùng con vít bắt vào. Thế là xong. Thợ điện tử là tôi, sửa ống nước là một trường hợp bất đắc dĩ nên có thể không đẹp. Nếu các bạn không thích, hãy bình luận cho tôi biết. Xin cảm ơn các bạn. Chúc sức khỏe.